Cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 14 tháng 8 và chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà cô chú Lợi Hà ở tại Thụy Vân, thành phố Việt Trì. Chúng tôi vừa lắp đặt và bàn giao gia đình một chiếc sập ngũ phúc bằng chất liệu gỗ dâu đây. Chất liệu gỗ dâu kích thước là 1m6 x 2m cho không gian là không gian phòng khách gia đình nhà cô chú Lợi Hà đây. Đây hình ảnh là chiếc sản phẩm chiếc sập ngồi chúng tôi vừa lắp đặt toàn ra gia đình này. Chiếc sập này chúng tôi làm theo mẫu là mẫu ngũ phúc chám mai, kích thước là 1m6 x 2m. Hôm nay chúng tôi đã bàn giao và lắp đặt gia đình để quay lại video clip và một kỷ niệm cho mọi người tham khảo đây, toàn bộ không gian phòng khách đây. Chiếc cặp này kê vào khá là vừa vặn. Các bạn không gian là chính giữa trung tâm nhà rất là đẹp. Quý vị nào có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp tới cơ sở gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 51086, website là gogotungtam.com. Rất là vừa vặn đẹp với không gian phòng khách như vậy, rất là đẹp. Quý vị tham khảo sập ngồi này. Ok, xin chào mọi người nhé.